Vatican News, tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới. Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư 30 tháng 10, trong buổi tiếp kiến chung dành cho hơn 30.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục loạt bài giáo lý về sách công vụ tông đồ. Dựa trên đoạn sách công vụ tông đồ chương 16, câu 9 đến câu 10, thuật lại việc Thánh Phaolô được mời đến Macedonia để rao giảng tin mừng ở đây. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong sứ vụ của giáo hội. Người chính là đấng hướng dẫn hành trình của những người loan báo tin mừng, đồng thời cũng mở trái tim con người đón nhận tin mừng. Bắt đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Si vede come lo Spirito Santo è il protagonista della missione nella Chiesa. Anh chị em thân mến, đọc sách công vụ tông đồ, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần đã là nhân vật chính trong sứ vụ của giáo hội như thế nào. Chính người hướng dẫn hành trình của những người loan báo tin mừng khi chỉ cho họ con đường để theo. Chúng ta thấy điều này rõ ràng khi Thánh Tông Đồ Phaolô đến Troas và thấy một thị kiến. Ba biến cố quan trọng đánh dấu hành trình của Ngài ở Philippi là: 1. Loan báo tin mừng và rửa tội cho Lydia và gia đình bà. 2. Bị bắt cùng Sila sau khi đã trừ quỷ cho một nô lệ bị những người chủ lợi dụng. 3. Cuộc hoán cải và lãnh nhận phép rửa tội của người cai tù và gia đình ông. Và Đức Thánh Cha giải thích về biến cố thứ nhất. Sức mạnh của tin mừng trước hết đến với các phụ nữ ở Philippi, đặc biệt là bà Lydia, một thương gia buôn bán vải điều ở thành phố Thyatira, một người tin vào Thiên Chúa, đã được Chúa mở lòng để chú ý đến những lời Thánh Phaolô nói. Thật sự là bà Lydia đón tiếp Chúa Kitô, lãnh nhận bí tích rửa tội cùng với gia đình bà và đón nhận những người thuộc về Chúa Kitô khi đón tiếp Thánh Phaolô và Sila tại nhà bà. Ở đây, chúng ta có chứng tá về việc Kitô giáo đến châu Âu, bắt đầu một tiến trình hội nhập văn hóa vẫn còn kéo dài đến ngày nay. Biến cố thứ hai, sau kinh nghiệm được đón tiếp nồng hậu tại nhà của Lydia, Phaolô và Sila sau đó phải đối mặt với sự khắc nghiệt của nhà tù, từ niềm an ủi bởi sự kiện bà Lydia và gia đình bà hoán cải, các ngài rơi vào sự cô đơn của tù ngục, nơi mà họ bị nhốt vào vì đã nhân danh Chúa Giêsu giải thoát một nô lệ bị quỷ bói toán và làm lợi rất nhiều cho các người chủ nhờ bói toán. Các ông chủ thì thu lợi rất nhiều, trong khi người nô lệ nghèo khổ này làm điều mà các thầy bói làm. Họ đoán tương lai cho bạn, họ đọc chỉ tay bạn và dân chúng trả tiền cho họ. Ngày nay cũng thế, có những người trả tiền để nghe điều này. Tôi nhớ ở giáo phận của tôi, trong một công viên rất lớn, có hơn 60 cái bàn nhỏ, nơi có các thầy bói đọc chỉ tay và dân chúng tin vào những điều này và họ trả tiền. Những điều này cũng đã xảy ra vào thời Thánh Phaolô. Để trả thù, các chủ của người nô lệ dẫn các tông đồ đến các quan tòa và cáo buộc về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, một sự kiện ngạc nhiên đã xảy ra trong thời gian bị giam cầm. Ma invece di lamentarsi, Paolo e Sila intonano una lode a Dio, e questa lode sprigiona una potenza che li libera. Khi bị giam cầm, thay vì phàn nàn, Paolo và Sila đã ca ngợi Thiên Chúa và lời ngợi khen này làm phát sinh một sức mạnh giải thoát họ. Trong lúc cầu nguyện, một trận động đất làm rung chuyển nền móng của nhà tù, các cánh cửa được mở ra và xiềng xích rơi xuống. Đây giống như lời cầu nguyện của lễ ngũ tuần, lời cầu nguyện trong tù cũng gây ra những ảnh hưởng phi thường. Từ biến cố thứ hai, các tông đồ bị giam cầm đã phát sinh biến cố thứ ba. Tin rằng các tù nhân đã trốn thoát, cai ngục định tự sát. Nhưng Phaolô nói lớn tiếng với anh ta rằng: Tất cả chúng tôi đều ở đây. Rồi anh ta hỏi: Tôi phải làm gì để được cứu? Câu trả lời là: Hãy tin vào Chúa Giêsu, rồi ông và gia đình ông sẽ được cứu. Lúc này, một sự thay đổi đã xảy ra. Vào giữa đêm, cai ngục lắng nghe lời Chúa cùng với gia đình, chào đón các tông đồ, rửa vết thương và cùng gia đình lãnh nhận phép rửa tội. Sau đó, tràn đầy niềm vui cùng với tất cả gia đình mình vì đã tin vào Chúa, ông chuẩn bị bàn ăn và mời Phaolô cùng với Sila ở lại với họ. Đây là giây phút các tông đồ được an ủi. Vào giữa đêm tối của người cai ngục vô danh này, ánh sáng của Chúa Kitô tỏa sáng và đánh bại bóng tối. Xiềng xích tâm hồn rơi xuống và một niềm vui chưa từng có tràn ngập nơi ông và gia đình ông.
Chúa Thánh Thần thực hiện việc chuyển giáo như thế đó. Từ ban đầu, từ ngày lễ ngũ tuần và từ đó trở đi, chính người là nhân vật chính của việc chuyển giáo. Và người đưa chúng ta tiến bước, chỉ cần chúng ta trung thành với ơn gọi mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta thực hiện để mang tin mừng cho muôn dân. Hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta một trái tim mở rộng, nhạy cảm với Thiên Chúa và nồng hậu với anh em, như trái tim của bà Lydia, và một đức tin mạnh bạo như đức tin của Phaolô và Sila, cũng như sự mở lòng của người cai ngục để cho Chúa Thánh Thần chạm tới. Grazie. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inductas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum, et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.